Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Vân sẽ gửi đến chúng ta những thông tin thời tiết. Vâng, xin chào chị ạ. Không biết là tình hình mưa lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì hiện tại đang như thế nào rồi chị? Vâng, Quỳnh Nga. À. Hiện tại thì mưa tại Nghệ An và Hà Tĩnh thì đang tạm giảm. Còn tại Thanh Hóa thì tiếp tục có mưa to. Quan sát ánh mây vệ tinh cho thấy là mây ẩm đang bao phủ dày nhất tại khu vực Thanh Hóa và chút mưa xuống dồn dập. Lượng mưa ghi nhận được 10 tiếng qua tại nhiều nơi đã lên tới 76% cho tới là gần 100 mm. Dự báo Thanh Hóa vẫn là tâm mưa từ giờ cho tới đêm, lượng mưa phổ biến là từ 60 cho tới 120 mm và có những nơi lượng mưa còn vượt 150 mm. Vùng núi Thanh Hóa vẫn là nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, còn vùng trung thấp các khu đô thị thì cần đề phòng ngập úng trong ngày và đêm nay. Sang ngày mai thì mưa tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên lũ trên sông Cả và hạ lưu sông La tiếp tục lên từ giờ cho tới sáng mai khi mà nước từ thượng nguồn đổ về. Dự báo trên sông Cả qua Nam Đàn lũ có thể lên mức báo động 2 cho đến báo động 3. Còn sông La qua Linh Cả mực nước dao động quanh mức báo động 1 cho tới báo động 2. Tình trạng ngập lụt sẽ tiếp diễn tại các huyện như là Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Trương, Con Cuông, Nam Đàn thuộc khu vực Nghệ An và các huyện như là Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh. Với thủ đô Hà Nội từ giờ tới 4 giờ chiều nay sẽ có mưa rông trở lại, cảnh báo có lúc mưa to đi kèm theo nguy cơ về gió giật và sấm sét. Còn tạm thời đầu giờ chiều nay trời nhiều mây, có khoảng hừng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 30 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay cũng cần đề phòng ngập úng, nhất là ở các tuyến đường trũng thấp ven sông Sài Gòn và kênh Đồng Điền. Dự báo trời mưa rông, đồng thời chiều cường sẽ lên khá cao, Dự báo mực nước cao nhất tại hai trạm Nhà Bè và Phú An sẽ dao động quanh mức là báo động 2. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình truyền động 24 giờ.